rộ tin giả về yếu tố Trung Quốc trong dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Trong tuần qua, nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống đã tiếp tục kêu gọi cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Trong khi đó, giới chống đối tiếp tục lợi dụng chủ đề này để tuyên truyền chống nhà nước hoặc kêu gọi biểu tình. Trong quá trình trên, một số cá nhân chống đối đã tuyên truyền bằng tin tức giả. Cụ thể, ngày 5 tháng 6 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời Quốc hội rằng khi Việt Nam ký hiệp định vay vốn Trung Quốc để thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, các điều khoản của hiệp định đã cho phép phía Trung Quốc chỉ định tổng thầu của dự án này. Ngày 6 tháng 6, một số cá nhân chống đối đã cắt xén nội dung và bối cảnh của phát ngôn vừa nêu để thành: chúng ta đã ký hiệp định với Trung Quốc nên chúng ta không được chọn nhà thầu. Nhà thầu là do phía bên Trung Quốc chỉ định. Dựa vào đó, giới chống đối đồng loạt tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam đã ký với Trung Quốc nhiều hiệp định, làm mất quyền tự quyết của dân tộc, đến bây giờ mới lộ ra. Một số cá nhân chống đối comment kêu gọi biểu tình, trong khi số khác tuyên truyền rằng hiệp ước Thành Đô giao nước cho Trung Quốc đã có dấu hiệu thành hiện thực. Về những nội dung tuyên truyền vừa nêu xuất hiện trên fanpage của Nguyễn Xuân Diện và một bài đăng trên group Góc nhìn báo chí Công dân, chúng thu hút khá nhiều sự chú ý vào thời điểm đăng tải. Ngoài vụ tin giả vừa nêu, trong tuần qua, dư luận phi chính thống tiếp tục bình luận rằng sau bài học về dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, một dự án thất bại cả về thẩm mỹ, chất lượng, chi phí lẫn thời gian xây dựng, cơ quan quản lý cần loại bỏ các nhà thầu Trung Quốc ra khỏi dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Sau kinh nghiệm từ dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cùng nhiều dự án tương tự, dư luận có lý do để lo ngại chất lượng của các nhà thầu Trung Quốc. Dù vậy, khi các gương mặt lề trái bóp méo thông tin về vấn đề này để kích động biểu tình, họ đã làm ăn gian dối và vô trách nhiệm, không khác gì những kẻ mà họ đang tuyên bố chống lại. Sống